Chào mừng tất cả các bạn đã đến với một buổi trò chuyện rất là đặc biệt của Molista và Molly Queen và khách mời hôm nay là một người đẹp, một hoa hậu mà tất cả các bạn fan sắc đẹp đang rất là chờ đợi trong buổi media tour đến với Molly Queen Xin trân trọng giới thiệu Miss Universe Việt Nam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Xin chào tất cả các khán giả của Molly Queen, mình là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Miss Universe Việt Nam 2024. Rất là vui khi mà được chào đón Kỳ Duyên đến với Moli Star và Molly Queen ngày hôm nay. Tất cả các anh chị em nhân viên, các bạn fan sắc đẹp và À, những người mà quan tâm đến hành trình của kỳ duyên trong suốt 10 năm qua rất là chờ đợi một cái buổi trò chuyện mà duyên được chia sẻ về hành trình dự thi miss universe việt nam vừa rồi của em và những cái hành trang những cái sự chuẩn bị của em đến với miss universe tại mexico sắp tới những ngày vừa qua thì chắc chắn là mình cũng đã quen với việc là media tour nè chia sẻ về hành trình dự thi của mình chia sẻ những cảm xúc đầu tiên của mình khi mà nhận được chiếc vương miệng thứ hai trong uh, tuổi thanh xuân của mình hiện tại thì em đã làm quen với mọi việc chưa làm quen với việc là mình sẽ có một cái hành trình mới từ khi mình trở thành Miss Universe Việt Nam. Đối với Duyên thì ngay từ đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2024 thì bản thân Duyên, Duyên sau khi mà Duyên đăng quang thì đã định hình rất là rõ là những cái điều mà mình cần làm là gì rồi. Tại vì ngay ở trong cuộc thi khi mà Duyên đến với cuộc thi này thì cái lý tưởng của Duyên nó rất là rõ ràng. Đó chính là Duyên có thể được đại diện cho Việt Nam tham dự một đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh tại quốc tế. Và song song với đó thì Duyên cũng muốn là mình hoàn thành được những cái sứ mệnh hậu mà trước đây đang giang dở mình chưa có hoàn thành được yeah. và đương nhiên rồi bây giờ duyên đang cảm thấy rất là hạnh phúc với những cái thành công mà sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã được đền đáp xứng đáng phải công nhận một điều là từ khi mà duyên đăng quang cho đến hôm nay thì mọi người thấy duyên cười rất là nhiều <laughs> hình như là chưa bao giờ trong 10 năm qua mà mọi người thấy duyên cười nhiều thoải mái và dễ thương và xinh như vậy duyên có nhận ra điều đó không uh, duyên nhận ra chút Tại vì là Duyên thấy là thực sự cảm ơn cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 năm nay, chỉ trong một khoảng thời gian Duyên nghĩ rằng là nó không phải là quá dài, hơn 2 tháng, nhờ bản thân Duyên Duyên phải gò bó, Duyên phải ép cơ thể của mình nó giống như là cái quá trình mà mình cần phải lột xác á ừ. để mà mình trở thành một con người hoàn toàn mới mà thực sự phù hợp với cái giấc mơ mà mình đang đeo đuổi. Cái sự gò bó nó có hơi mệt mỏi với duyên hay không anh có cảm giác rằng là kỳ duyên tại the Face một cái sự cá tính quyết liệt lạnh lùng những cái lay sắc lạnh đó mới phù hợp với duyên hơn mọi người có cảm giác là giờ thì không phải là kỳ duyên thì có đúng không <laughs> cái sự gò bó đấy duyên nghĩ rằng là nó sẽ cái mặt tích cực và tiêu cực á nó sẽ phụ thuộc vào cái điều mà mình muốn hướng tới là gì với duyên khi mà duyên đến với cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 thì cái lý tưởng của duyên nó rất là rõ ràng và duyên bắt buộc duyên phải cần cái sự gò bó đó để bản thân mình có thể thay đổi được theo tinh thần phù hợp của cuộc thi ừ. lúc mà duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 cái thế giới fan sắc đẹp thế giới beauty queen nó rất là khác bây giờ bây giờ thì mọi người à, hiểu biết nhiều hơn về các đấu trường này họ mọi người có cái sự hình dung và kỳ vọng nhất định với các nàng hậu à, Duyên có nhận ra cái sự thay đổi quá lớn như vậy và bây giờ mình làm hoa hậu ở thời điểm này nó khác với mình làm hoa hậu ở 10 năm trước như thế nào. Đương nhiên rồi chứ. Hồi 10 năm trước khi mà Duyên đăng quang của thi hoa hậu Việt Nam 2014 thì mọi thứ đối với Duyên nó giống như kiểu là mình là một cô gái rất là trong sáng và rất là vô tư. Mình bước vào một cái thế giới nó có rất là nhiều màu sắc như vậy. Còn sau 10 năm bản thân mình, Duyên cảm thấy rằng là mình đã trải qua đủ những thăng trầm ở trong cuộc sống và mình đã tích lũy cho mình được những cái kinh nghiệm để mà mình có được những cái kỹ năng mình tham gia vào đấu trường sắc đẹp khốc liệt như thế này còn về layout, ao về những cái skill về uh, váy vóc mọi người kỳ vọng kỳ duyên phải thế này hôm nay lấy ao này còn đẹp hơn được nữa tại sao không làm này không làm kia duyên đã quen với điều đó chưa duyên quen với điều đó rồi tại vì uh, mình là hoa hậu thì mình đương nhiên rằng là mình hiểu là ở bên cạnh những người thích mình ủng hộ mình vẫn sẽ đâu đó có những ừ. người họ chưa thích mình chẳng hạn thì uh mỗi người sẽ có những cá nhân sinh quan khác nhau và cái gu thẩm mỹ khác nhau. Bản thân Duyên thì Duyên luôn có một cái quan niệm rất là vững vàng cho mình đó chính là những cái gì mà mình cảm thấy tự tin nhất, mình thoải mái nhất thì ở thời điểm đấy mình đã tỏa sáng. Và cái công thức này Duyên cũng đã áp dụng cho đêm chung kết của Miss Universe Việt Nam 2024 và thực sự rằng là nhá, yeah, mình đã tỏa sáng và mình đã đạt được cái thành công như cái cách mình mong đợi rồi. Ừ mình cảm thấy thoải mái phù hợp với bản thân mình thì mình sẽ tỏa sáng có phải đó là lý do mà duyên chấp nhận là mình sử dụng lại cái mẫu váy mà có cái sự thay đổi cuối phút cuối của anh lê thanh hòa đúng không thật ra cái câu chuyện đó, câu chuyện cái mẫu váy đó duyên có nghe anh hòa sau khi mà duyên đăng quang á anh hòa có chia sẻ thì tới thời điểm đó là duyên mới biết đâu là như thế à. còn thực sự là tất cả những cái mà duyên chuẩn bị ở trong cuộc thi miss europe việt nam á Duyên chỉ tập trung để thi thôi ừ. Và khi mà mình mặc bất cứ một cái gì ở trên cơ thể của mình Đặc biệt là những cái phần thi nó rất là quan trọng Như là Evening Brown Tại vì mình sẽ mặc luôn cái váy đó và mình thi ứng xử top 5 và top 3 ừ. Thì bản thân Duyên duyên sẽ luôn lựa chọn những cái mà nó tôn vinh được cái điểm mạnh của cơ thể mình Và làm sao Để mà Duyên thực sự Duyên thoải mái Duyên tự tin Và cái đầm đó nó không cản trở bất cứ một cái điều gì để cho mình thể hiện bản thân mình cả Kỳ ừ. Ừ. À, Duyên có chia sẻ là Duyên có ý định dự thi Miss Universe Việt Nam từ 2 năm trước có nghĩa là mùa giải năm 2022 thì ở thời điểm đó Duyên có suy nghĩ và cuối cùng là mình đắn đo như thế nào mà mình quyết định không thi á. Thật ra là ở cái thời điểm đó bây giờ duyên suy nghĩ lại á, thì duyên thấy rằng là cái lý do chính để mà mình không đăng ký cuộc thi ở lúc đó là có thể là mình chưa có đủ cái sự trưởng thành ừ. để mà nó hình thành cho mình tất cả những cái yếu tố vững vàng ở bên trong nên là đôi khi bản thân mình cũng sẽ phải đặt lên bàn cân trước bởi vì duyên thì duyên nghĩ rằng là cái cách mà duyên đi lên á nó vất vả hơn mọi người ừ. tại vì mình thay vì mình đi, đi, đi lên từ điểm số 0 thì mình lại đi lên từ điểm số âm thì qua nhiều năm mình cố gắng và mình nỗ lực như vậy thì sau 7-8 năm thì mình cũng đã nhận được sự yêu thương, ủng hộ và có những cái thành tựu riêng cho mình. Thì mình sẽ phải đặt ra rằng là ok bây giờ mình đã sẵn sàng, mình đặt lại tất cả những cái điều đó của mình sang một bên hay chưa. Những thành tựu của mình đã đạt được rồi, cương vị hoa hậu Việt Nam mình đã đạt được thì mình có sẵn sàng hay không. Ừ. Và ở cái thời điểm 2 năm về trước thì câu trả lời của Duyên là Duyên chưa sẵn sàng. Ừ nhưng mà chắc chắn là trong 10 năm mà duyên làm nghề từ khi mà đăng quang hoa hậu Việt Nam thì sẽ có rất là nhiều anh nghĩ là có nhiều lời mời duyên đại diện Việt Nam dự thi quốc tế ở những cuộc thi khác những cái cơ hội nó sẽ dễ dàng hơn nhưng mà cái sức hút thì cũng không kém cạnh là mấy vì sao lại duyên lại có nghĩa là không lựa chọn những cái lựa chọn dễ dàng hơn mà duyên giữ một cái quyết tâm là mình sẽ đến với Miss Universe Việt Nam với vai trò là một thí sinh cho đến bây giờ với duyên thì Hiện tại bây giờ các cuộc thi sắc đẹp ở trên thế giới chúng ta có top 6 cuộc thi sắc đẹp thì ở ờ, thật ra là tất cả những cuộc thi sắc đẹp đó về tinh thần nó khác nhau rất là nhiều. Ừ. và Bản thân Duyên khi mà duyên theo dõi tất cả các cuộc thi sắc đẹp đấy thì mình thấy rằng là à, cái vibe của mình, cái tư duy của mình, tất cả mọi thứ của mình nó sẽ phù hợp với Miss Universe nhất. Ừ. Nên là ở Việt Nam thì mà mình có thể hoàn thiện cái giấc mơ đó thì mình sẽ phải bắt buộc mình thi lại Miss Universe Việt Nam 2024 và cái điều đấy là điều hiển nhiên mình không thể nào mà mình chối bỏ được. Thì thôi, 10 năm sau Duyên sẽ không có suy nghĩ hay cũng không đàn đau gì nữa. Tại vì ở cái độ tuổi này thì Duyên cũng chỉ có một cơ hội cuối cùng để mà Duyên tham gia một cuộc thi sắc đẹp nữa thôi. Ừ. Và Duyên đã dành trọng tất cả mọi thứ của mình cho cái lần đánh cược này. Ừ. Duyên dự thi nó là khi mà hồ sơ của Duyên đăng lên nó là một cái cơn lốc đối với cộng đồng fan sắc đẹp và cả những khán giả trung lập mọi người biết đến Hoa hậu Kỳ Duyên trong 10 năm qua nữa và mọi thứ nó đã diễn ra là qua những tập truyền hình thực tế, qua những đêm thi quan trọng và mọi thứ nó vỡ hòa trong đêm chung kết đi. Nhưng mà khi mà mình ấp ủ cái quyết tâm đến với Miss với Việt Nam, Duyên đã hình hình dung ra cái hành trình của mình như thế nào và cuối cùng thì mọi thứ diễn ra nó có khác quá nhiều so với hình dung của Duyên không? thành như hầu như là khác hoàn toàn á, khác hoàn toàn. Uh, Duyên ban đầu khi mà Duyên dự thi á, Duyên cũng cảm thấy tự tin chứ Tại vì Thứ nhất là mình đã có một cái tiền đề là cái danh hiệu của mình nó cao quý, nó ừ. rất đối với Duyên nó rất rất là cao quý. Thì cộng thêm những cái là 10 năm mình đã trải qua rất là nhiều những cuộc thi khốc liệt khác và Duyên đã từng làm huấn luyện viên của The Face rồi rất là nhiều cuộc thi khác nữa. Thì mình bản thân mình bước vào một cuộc chơi như vậy thì mình phải tự tin hoàn toàn với nó chứ, ừ. nhưng mà rồi đến cuối cùng cũng... Thực sự cảm ơn với cả mọi người là mọi người đã dành cho Duyên tình cảm rất là nhiều Và mọi người càng dành tình cảm bao nhiêu thì Duyên hiểu được là cái sự kỳ vọng của mọi người Nó cũng lớn tương tự như vậy ừ. Và những cái ngày đầu của cuộc thi khi mà Duyên nhìn, Duyên cứ tập trung Duyên nhìn vào những cái điều đó Và Duyên bị áp lực bản thân mình phải hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện sau từng tập Đến khi đến cái tập 2 thì thực sự nó là một cái cú ngã cho Duyên hoàn toàn Ờ à, duyên không hoàn thiện những cái cách mà duyên nghĩ đâu à. và cái sự tự tin của duyên nó, nó đang sai rồi ừ. và sau cái tập đó kiểu bản thân duyên mình sẽ phải ngồi mình nhìn lại hết tất cả mọi thứ trong cái hành trình này của mình bởi vì nếu mà mình không nhìn lại thì mình có thể tiếp tục mình đi nó được nữa hay không ừ. và ở thời điểm đấy thì duyên chỉ nhìn vào một cái thứ duy nhất đó là lý tưởng của duyên là gì và sau từng tập từ bắt đầu từ tập 3, tập 4, tập 5, tập 6 Rồi vòng bán kết, vòng chung kết thì Duyên đã tìm lại 100% sự tự tin và lý tưởng của chính mình ừ. Nhưng mà cái cảm giác mình là một celeb có 10 năm kinh nghiệm Mình là chánh cung của Hoa hậu Việt Nam nhưng mà qua từng tập mình không thắng tập nào hết à, Mình phải nhìn các thí sinh mới, các bạn đồng nghiệp khác của mình chiến thắng Nó có dễ chịu với Duyên không? Chắc không rồi quá, đúng không? Ừ. Đương nhiên Duyên nghĩ rằng là ở bản chất của mỗi con người á ai cũng mong muốn là mình chiến thắng ừ. nhưng cái sự chiến thắng đó nó có phù hợp với mình hay không đã và bản thân duyên duyên tự nghiệm ra một điều là sau khi mà duyên xem hết hay là cái sự thể hiện của duyên ở trong từng cái vòng thi đó rồi mình nhận được những cái lời nhận xét duyên nghĩ rằng là rất là khắt khe của ban giám khảo thì mình hiểu rằng là ờ, cái chiến thắng đó nó không đến với mình là đúng tại vì mình không có hoàn thiện thật ừ thì duyên chấp nhận cái điều đó và mình cảm thấy rất là vui vẻ và mình cảm thấy thoải mái và mình cứ tiếp nhận thế tiếp nhận từ 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 những cái lời đó những cái lời nhận xét của mọi người này rồi ngoài ba giám khảo ra duyên có đọc comment của những khán giả của duyên nữa ừ. thì mình cảm thấy rằng là nó hoàn toàn ổn với mình ừ. à, anh rất là tò mò cái cảm giác mà duyên từng là huấn luyện viên của siêu mẫu việt nam thì tại cuộc thi đó có hai thí sinh là khánh vân và bùi Quỳnh hoa thì sau này hai bạn lần lượt đều là Miss Universe Việt Nam và đại diện Việt Nam dự thi quốc tế Khi mà nhìn thấy các bạn ở vai trò từng là thí sinh mà các bạn có được cái cơ hội mà Duyên mơ ước á Khi mà Duyên chưa có cơ hội đó, lúc đó Duyên cảm thấy như thế nào? Duyên có để ý không? Ừ, thật ra là Duyên trước khi mà bước vào cuộc thi Miss Universe Việt Nam á Duyên chỉ quan tâm những cái mà trong thế giới của Duyên thôi à. Thật sự là mình cũng phải chia sẻ thật là như thế Tại vì bản thân mình thì mình cũng không có quan tâm quá nhiều tới những cái ngành nghề hay là những cái lĩnh vực khác mà ừ. mình đang không ở trong cái thế giới đấy của họ. Ừ. Còn đương nhiên khi mà mình thấy rằng là a à, những cái gương mặt thân quen mình đã từng gặp ở những cuộc thi khác rồi, ừ. mà mọi người kiểu chịu khó, nỗ lực và từng bước từng bước chạm tay với những cái giấc mơ của mọi người thì mình cũng rất là vui. Ừ. Đến bây giờ thì duyên đã thực hiện gần như là à, gọi là bao nhiêu phần trăm đó ước mơ của mình là được à, có cơ hội đại diện Việt Nam dự um, thi quốc tế rồi. Cái cảm giác nó đã như thế nào? Ừ. Đã chút. Để... Đã rất là đã và mình cảm thấy tự hào vô cùng về cái thành công của mình sau bao nhiêu nỗ lực sau bao nhiêu áp lực nó mang lại cho duyên nước mắt này mang lại cho duyên những nụ cười nhiều khi mình còn bị chảy máu nữa ừ. tại vì cái lối cắt góc của duyên trước giờ đó là fashion đó là thời trang ừ. và sang với mảng beauty queen nó là một cái hoàn toàn khác nó không hề giống và những cái ngày mà càng cận kề bán kết chung kết duyên luôn cố gắng bất cứ khi nào có cơ hội là duyên phải ở trên cái đôi giày cao gót đó ừ. thì bà mình phải quen với cái cảm giác rằng là đứng ở trên đôi giày cao gót 20cm như vậy và bước đi những bước đi của beauty queen thì nó là như thế nào và những cái đầu ngón chân của mình hay là cái gót chân của mình nó đã bị tổn thương và mình cảm thấy rằng là sau tất cả những cái điều đấy thì cuối cùng là tín hiệu của mình đã được gửi tới vũ trụ ừ. và mọi người đều ủng hộ và mọi người đều cổ vũ cho cái chiến thắng của Duyên thì thực sự Duyên cảm thấy rất là hạnh phúc Ừ với cái niềm hạnh phúc đó thì Duyên có giống như là các bạn hoa hậu trẻ lần đầu đạt vương miệng Có nghĩa là mình sẽ ôm vương miệng ngủ hoặc là mình sẽ có những cái giấc mơ à, tuyệt chứ. vời Trời có chứ, bữa giờ là độ cái này á là những lúc nào mà không quay hình thì mọi người cũng khuyên là thôi bỏ ra đi Còn á, như Duyên á là nếu mà được là Duyên có thể ngủ, đeo và đi ngủ được luôn á <cười> <cười> Mọi người sẽ không hỏi là kỳ Duyên có mua giải hay không cái câu hỏi đó nó nó, nó không nó không, không ai đặt ra với Kỳ Duyên hết nhưng mà mọi người có một cái nghi vấn là Kỳ Duyên có được ban tổ chức mời đến để thi hay không ừ. có một cái sự cam kết nào là uh, Duyên ơi em thi đi thì mọi người sẽ cho em giải nhất em quá xứng đáng bây giờ chỉ cần em đăng ký dự thi thôi có cái sự cam kết nào như vậy không <laughs> Duy nghĩ rằng là nếu mà thực sự bạn nào mà quan tâm đến Duyên á mà theo một cái cách mà nó đặc biệt như vậy á thì mọi người coi hết nguyên một cái hành trình của Duyên tại Miss Universe Việt Nam 2024 đi thì mọi người sẽ có câu trả lời <laughs> <Okay>. Khổ lắm. Ờ <laughs> à, Xem lại đi có nghĩa là cũng có uh, có thăng trầm, có đúng những cái tật mà sóng gió rồi, rất là nhiều đúng rất không? Là sóng gió nói chung là duyên hiểu được là đương nhiên rằng là ở cái phương diện của mọi người á, thì mọi người cũng sẽ có những cái uh, question ở trong đầu ừ. nhưng mà mình cũng không biết giải thích như thế nào để cho mọi người tin. Nhưng mà duyên nghĩ là tất cả những cái điều mà nó diễn ra trong suốt hành trình của duyên trong cuộc thi á thì duyên nghĩ là nó đủ để cho mọi người tìm về câu trả lời của mình. Ừ nói đến những cái thân trầm ở trong cuộc thi thì anh rất là tò mò về cái đêm mà diễn trang phục dân tộc khi mà mình có những cái biểu cảm khi mà mình lên ca như vậy cái cảm xúc của mọi người xem nó rất là dạt dào nhưng mà mọi người không hiểu là vì sao kỳ duyên lại lựa chọn những cái biểu cảm nó 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 quá cắt như vậy nó mãnh liệt nó hào khí như vậy đó duyên thấy rằng là duyên hiểu cái nhân vật của duyên đang mang ở trên người là thành gióng đây là một vị anh hùng của dân tộc mà trong từ hồi bé là mình đã nghe ba mẹ của mình ông bà của mình kể về câu chuyện này rồi và nó giống như kiểu là một cái niềm tự hào cái sự hào hùng của dân tộc của mình á là khi mà duyên mang trên người bộ trang phục dân tộc mà ở trong hình tượng của thánh gióng sau khi mà đánh ra ngoại xâm xong thánh gióng đã cưỡi về trời thì mình hiểu được là à giống như cái lúc đấy mình bị đang bị thánh gióng nhập như vậy đó à. và mình xử mình dùng hết tất cả những cái sự sự hiểu biết của mình tất cả những cái sự tự hào của mình trong ánh mắt cái, cái những cái lửa đó ừ. để mà mình diễn ra làm sao ra được cái nhân vật thánh gióng ừ. ở trong cái câu chuyện như vậy. Đúng rồi. Nên là nhiều khi nhiều khi là fan Beauty Queen mọi người lại thấy nó hơi bị nhiều quá, ừ. mọi người thấy không phù hợp. Ừ. Nhưng mà duyên cảm thấy rất là rất là vui khi mà tất cả những cái thứ trong con người của mình á mình cảm nhận về một vị anh hùng như vậy nó đã được thể hiện ra cho mọi người cùng thấy. Ừ. Hiện tại thì duyên đang có 10 năm thanh xuân và hai chiếc vương miện của hai cuộc thi rất là lớn. Ừ mọi người uh, chìm đắm trong cái hào quang trong cái sự yêu thích dành cho kỳ duyên nhưng mà khó có ai lý giải được là vì sao cô gái kỳ duyên lại làm được cái điều đó em có lý giải được là vì sao em có một cái sức mạnh hay là những cái yếu tố gì mà em có thể thắng hai vương miện của hai cuộc thi cấp quốc gia lớn như vậy không duyên nghĩ rằng là cái yếu tố chủ chốt đó chính là bản thân của mình và đến thời điểm bây giờ duyên luôn cố gắng mình định hướng trong cuộc sống của mình mình giải quyết hết tất cả mọi những cái vấn đề từ đơn giản đến những cái vấn đề phức tạp nhất bằng niềm tin và bản thân bởi vì khi mà mình đủ cái niềm tin về con người của mình thì tất cả mọi thứ bên trong những cái yếu tố bên trong con người nó đều rất là vững vàng và mình sẽ không phải sợ bất cứ một cái điều gì hết hay là có nhiều thứ vo ve hay là nhiều ý kiến của mọi người xung quanh nó tác động đến mình á thì mình sẽ biết chọn lọc và mình hiểu được là cái nào nó phù hợp với mình ừ. um, nhắc đến kỳ duyên thì mọi người thường nhắc đến một cái cụm từ khá là dài nhưng mà nó rất là kêu đó là vô địch nhân chắc học chắc là kỳ duyên cũng nghe cái đó Mọi người nói về mình rất là nhiều lần, mà cái cái sự thật nó 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 có đến mức như vậy hay không? Duyên uh, nếu mà duyên được giải thích về cụm từ đó thì duyên sẽ nói gì? À thật ra là cụm từ này là do ngày trước á, lúc 18 tuổi khi mà duyên đi thi của theo họ Việt Nam ừ. 2014 thì điểm nhân chất học thì điểm nhân chất học của duyên là đạt được điểm số cao nhất. Ừ. Thì hồi đi hồi đó là duyên nhớ là đo nhân chất học là mình sẽ phải đứng dựa vào tường ừ. và mình đo năm điểm chạm và lúc đấy là thời đó là các ban giám khảo mọi người rất là khó tính về Duyên nhớ là năm của Duyên đi là cô biên đạo múa Lily ừ. Cô là cái người mà chấm điểm nhân chắc học cho Duyên Và mãi về sau này sau khi mà mình càng lớn hơn á Và cái cơ thể của mình nó càng hiện lên rõ nét hơn Thì mình thực sự là mình phải cảm ơn cha mẹ của mình ừ. Đã sinh ra mình có một cái hình hài như vậy Nếu mà mọi người nhìn thấy Duyên ở thời điểm bây giờ Và 10 năm trước khi mà Duyên đăng quang của thi hậu Việt Nam Thì cơ thể của Duyên đã thay đổi rất là nhiều Tại ừ. vì bản thân mình duyên đồng ý với việc là mình may mắn được cha mẹ sinh ra một cái hình hài như vậy nhưng mà duyên phải cố gắng và nỗ lực tập luyện rất là căng thẳng ừ. để mà cơ thể của mình nó càng ngày càng hoàn thiện hơn ừ. nên là nói chung là duyên cũng được một cái là trộm vía kiểu cũng biết là nghe và biết mình tiếp cận với những cái điều tích cực với bản thân đó. nên ừ. là mình càng ngày mình càng hoàn thiện bản thân của mình theo một cái phiên bản tốt hơn ừ. Vậy thì sẵn đây sẽ hỏi luôn là Kỳ Duyên Fit <laughs> <laughs> Chủ kênh Kỳ Duyên Fit và là vô địch nhân chắc học Thì khi mà đến với Miss Universe 2024 á, body của kỳ duyên duyên có muốn thay đổi hay không có nghĩa là có muốn săn chắc hơn có muốn cơ hơn chắc chắn thôi tại vì duyên hiểu là khi mà duyên đặt chân tới mexico á mexico là một đất nước mà có rất là nhiều cô gái nóng bỏng ừ. và chắc chắn là ở mỗi một đất nước cử ra một đại diện đến đó thì họ sẽ phải là một người hoàn thiện nhất ừ. thì bản thân mình mình muốn rằng là mình cũng trở thành một chiến binh mạnh thì mình sẽ phải hoàn thiện cơ thể của mình theo một cái cách tốt nhất mình có thể thì Duyên cũng muốn là cơ thể của Duyên chăn, săn chắc hơn này và những cái vòng vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình mỗi lần mà mình lên sân khấu á, thì nó sẽ phải là đẹp nhất và cái điều đấy Duyên nghĩ rằng là Duyên có thể làm được ừ về màu da về giao diện thì sao có sự thay đổi hay, hay là duyên vẫn giữ cái à, video hiện tại duyên thích cái làn da đặc trưng này của người việt nam trời thích lắm mình cũng muốn mình không có muốn then da hay là mình cũng không muốn da nâu gì hết bởi vì thực sự khi mà duyên bước ra đấu trường quốc tế duyên mong muốn rằng là có thể giới thiệu cho nước bạn một cô gái đại diện từ việt nam nó phải có những cái yếu tố của người việt nam kể ừ. cả gương mặt về cả, cả nước dáng mà nước da rồi là mái tóc nên muốn giữ tất cả những cái điều như bây giờ. Đó để nó là những cái mà duyên hoàn toàn tự tin và duyên không muốn thay đổi. Uhm. Nghe thì rất là nôn nóng để được xem kỳ <laughs> duyên thi tại Miss Universe <laughs> đúng không mọi người? À, nhưng mà anh có một điều thắc mắc đó là em đến với Miss Universe Việt Nam 2024 với cái ước mơ là em được đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe nhưng mà nó sẽ là một phần của những cái cơ hội mà đến với một hoa hậu thôi. Có nghĩa là một hoa hậu đăng quang thì người ta sẽ gần như là đổi đời, có nhiều cơ hội công việc hơn, được nổi tiếng, được có nhiều công công việc ở trong lĩnh vực ví dụ như là diễn xuất nè, lên sàn thời trang. Nhưng mà thật ra những cái công việc của một hoa hậu thì duyên đã làm một thập kỷ rồi. Duyên có nghĩ rằng làm dùng cái từ thiệt thòi thì nó sẽ không đúng nhưng mà duyên chỉ sử dụng 10% phần trăm hoặc là 20% phần trăm cái khía cạnh của một hoa hậu nó khác với các bạn hoa hậu khác đăng quang ở thời điểm này không ừ. duyên thấy là ngoài cái um, mục tiêu của duyên là được đại diện việt nam ra đấu trên quốc tế ra thì duyên cũng mong muốn là mình được thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu ừ. mà nhiều năm về trước mà duyên đã giang dở thì à, câu chuyện này nếu mà mọi người có theo dõi thì chắc là mọi người cũng cũng hiểu là Duyên đang nói về vấn đề gì mà đúng không? Nên là Duyên muốn rằng là khi mà sau 10 năm mình được đăng quang trở thành một hoa hậu một lần nữa thì Duyên mong muốn có thể bằng tất cả những cái điều mà Duyên đã tích lũy được trong suốt 10 năm vừa qua mình đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội. Tại vì bản thân mình, mình cũng là một người trẻ và mình cũng là một trong số những người con của Việt Nam thì mình cũng mong muốn là một cái mục tiêu lớn hơn đất nước của mình càng ngày càng phát triển và mình cũng duyên cũng mong rằng là cái câu chuyện của Duyên có thể là một câu chuyện truyền cảm hứng tới các bạn trẻ hiện tại bây giờ để các ừ. mà chúng ta cùng nhau đi lên, cùng nhau tốt hơn, đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Ừ. Có nghĩa là từ ở thời điểm đó thì Duyên vẫn đau đáu trong lòng rằng là mình chưa làm được nhiều ừ. uh, cho cộng đồng, cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn đúng không? Ừ. mình không phải là mình chưa làm được nhiều ừ. mà mình có những cái những cái gọi là những cái thời gian những cái giai đoạn của tuổi trẻ đó, nó làm cho mình không có điều kiện ừ. để mà mình có thể thực hiện được những điều đó. Ừ. Cho nên là duyên sẽ nắm bắt thời cơ lần này. Ừ. Ừ. Thì sắp tới những ngày tới thì duyên sẽ chia phân chia công việc thời gian như thế nào giữa việc rằng là em phải chuẩn bị để đến với Miss Universe nè, em phải chuẩn bị để hoàn thành hình như là năm sứ mệnh của Miss Universe Việt Nam 2024 và cả những cái điều mà em đã giữ trong lòng suốt 10 năm qua đến bây giờ em sẽ có cơ hội để làm em sẽ phân chia thời gian như thế nào. Trước tiên thì xong sau khi kết thúc media tour của tổ chức thì Duyên sẽ lên đường để ra ngoài Bắc và mình sử dụng cái số tiền mà mình đã thắng được ở trong cuộc thi là 500 triệu cộng với những cái lời cộng với cái sự ủng hộ từ những cái đối tác bạn bè của duyên nữa thì duyên mong muốn là có thể làm cái điều đó trước mắt để mang ra ngoài phía bắc hỗ trợ và ủng hộ bà con sau bão cái điều đấy là duyên cần làm tiên quyết nhất bây giờ ừ. rồi sau đó sau khi kết thúc xong thì duyên sẽ bắt đầu duyên uh, thực hiện những cái sứ mệnh cũng như là mình trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức nó là hành trang của mình để mà mình có thể đến với mexico Ừ. Nói chung á mọi người là bây giờ đi Mexico rồi kiểu là mình đang chuẩn bị vào bước vào một cái thi đại học vậy đó ngày nào cũng phải học bài ừ. rồi là ngày nào mình cũng sẽ phải ôn luyện luyện tập tất Dễ cả đề. những cái điều đó ừ. Bởi vì là đến với đấu trường sắc đẹp như là Miss Universe thì uh, ngoài việc trình diễn ngoài việc thể hiện cái khả năng của mình ở trên sân khấu ra thì tư duy và câu chuyện của mỗi thí sinh mang đến đó nó cũng là một cái điều tiên quyết để đạt được thành tích cao ừ. thế thì mọi người sẽ thắc mắc duyên sẽ mang câu chuyện gì câu chuyện truyền cảm hứng, câu chuyện cá nhân hoặc là một cái ước mơ nào khác mà duyên sẽ kể với ban giám khảo sẽ kể với khán giả quốc tế tại Miss Universe 2024. về câu chuyện của duyên cũng như là về những cái điều mà duyên chuẩn bị để mang tới mexico á, thì chắc là mọi người cho duyên thêm một ít thời gian nữa. tại vì duyên cũng mong muốn rằng là mình đang là đại diện của đất nước của mình ừ. thì những cái điều mà mình mang tới cho đất nước bạn cùng biết á, thì nó phải là những cái điều đẹp nhất. Và nó phải là những cái của mình nhất. Ừ. Thì đến thời điểm bây giờ Duyên vẫn đang trong quá trình mà bàn bạc với tổ chức Universe Việt Nam ừ. Ừ. để mà mọi người cùng nhau phải đưa ra một cái chiến lược cũng như là phải đưa ra một cái uh, câu chuyện nó phải thực sự nó phù hợp và nhất. nó xứng đáng ừ. với tổ chức Miss Universe thế giới. Ừ. Thế thì uh, sau khi mà đăng quang Miss Universe Việt Nam á thì duy nghĩ rằng là khi mà sắp tới có cơ hội đi event, có cơ hội diễn thời trang thì các xê của Duyên có tăng lên cao, có có tăng lên nhiều lần nữa không? Ok đấy để hỏi quản lý nha. Mọi người để hỏi quản lý xem là thị trường như nào nha. Ok, tùy vào quản lý tính và rõ ràng là Duyên có ekip, có quản lý và Duyên đã làm một cái nghệ sĩ trong showbiz rồi. Đến thời điểm này thì lại đăng quang Miss Universe Việt Nam thì Duyên có phải ký kết có trở thành trở thành talent của tổ chức Miss Universe Việt Nam không? duyên thấy rằng là sau khi mình đang quang xong á kiểu giống như là mình đang có thêm một gia đình mới ừ. gia đình universe việt nam và thực sự là trong đó có rất là nhiều các anh chị từ ban tổ chức rồi đến những người đang hiện tại trước đó họ đang làm hoa hậu này hay là họ đang là á hậu một á hậu hai và hầu như tất cả mọi người đó mọi người đều có những cái thế mạnh riêng của mình và mọi người luôn luôn mang một cái mục tiêu chung là support cùng với duyên để mà duyên có thể chuẩn bị được cái hành trang tốt nhất từ mexico ừ. Ừ. À, với một hoa hậu đăng quang mà có nhiều kinh nghiệm như duyên rồi thì mọi người sẽ không biết sẽ có viễn cảnh nào xảy ra có nghĩa là uh, duyên sẽ có quan điểm riêng À, có định hướng riêng là mọi người xung quanh sẽ hỗ trợ duyên hay là duyên cũng sẽ lắng nghe mọi người à. mình lắng nghe chứ ừ. duyên phải lắng nghe mọi người tại vì uh, mình hiểu được là kể cả tổ chức của universe việt nam mọi người cũng mong muốn rằng là qua cái nhiệm kỳ của duyên á duyên sẽ cùng với mọi người đóng góp được những cái điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng và xây dựng hình ảnh một cái người hoa hậu thực sự là mình phải mang được những cái điều tích cực như thế. Thì với cái những cá nhân duyên những cái mà duyên đang có tại vì duyên cũng đã hoạt động trong thế giới này cũng đã 10 năm rồi. Ừ. Mình hiểu được là cái mình đang có là gì và một cây không làm nên non, ba cây chung lại mới lên hòn núi cao được. Ừ. Đây là duyên luôn luôn trong một cái tinh thần là lắng nghe và học hỏi những cái lời mọi người góp ý cho duyên. Ừ. Ừ theo thông tin anh được nghe thì là anh Dược Sĩ Tiến và chị Hương Giang đã à, bây giờ đang tập trung vào các công việc của hai anh chị ấy nhiều hơn là tổ chức Miss Universe Việt Nam. Em có cảm thấy tiếc hay không? Bởi vì hai anh chị rất là giỏi và nếu mà hai anh chị vẫn follow sát theo hành trình của em thì chắc chắn là sẽ giúp được nhiều cho em trên hành trình dự thi của em. <laughs> Không, không em không biết là anh nghe tin đồn đấy ở đâu đấy anh tiến nói anh tiến nói hả ừ. <laughs> em không biết nhưng mà với những cái mà em cảm nhận được và em thấy thì uh, duyên thấy là sau đêm chung kết á thì anh tiến hay là kể cả chị giang đều rất là sốt sắng trong việc rằng là duyên bây giờ phải chuẩn bị những cái gì những cái gì để mà tiến với đến với cuộc thi Miss Universe thế giới ừ. tại vì duyên hiểu là cả hai thì Miss Universe Việt Nam 2024 cũng là một cái sản phẩm của hai anh chị cộng tác cùng với tổ chức Universe. Thì, thì Duyên tin chắc một điều là kể cả tổ chức Universe Việt Nam hay là kể cả hai anh chị thì luôn mong muốn mang được những cái điều tốt đẹp đến cho Duyên. Ừ. Cảm giác của em khi mà em gặp lại chị Hương Giang tại vòng sơ khảo như thế nào? Hai người đã đối đầu nhau tại siêu mẫu Việt Nam. Chị Giang thì đã chia sẻ cảm xúc của chị Giang rồi. Nhưng mà mọi người muốn nghe cảm xúc của em khi mà từ vị trí hai huấn luyện viên mà gặp nhau một người vẫn là giám khảo nhưng mà mình là thí sinh. Em cảm thấy như thế nào? Uhm, Duyên thấy là khi mà Duyên đã chấp nhận Duyên đặt lại tất cả những cái thành tựu và danh hiệu của mình hiện tại đang có để mà mình bước vào cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 thì thí sinh như nào thì Duyên như thế thôi cũng bình thường à, còn uhm, có em có nhận được cái sự quan tâm đặc biệt em có cảm giác được cái sự quan tâm đặc biệt nào dành cho không từ phải. không không có luôn cho mọi người cứ để ý mà xem tất cả những cái lần mà Duyên xuất hiện trước ban giám khảo á lúc nào là lúc nào cũng là những lời chê nhiều hơn những lời khen nha duyên cảm nhận được nhiều khi kiểu mình cũng bị stress rất nhiều luôn á ừ. tại sao một kiểu mình cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi và mình cũng tự cảm thấy rằng là mình ok nhưng mà mọi người luôn luôn góp ý mọi người luôn luôn nhận xét theo những cái phương diện là đóng góp cho Duyên nhiều như vậy. Nhưng mà sau khi mà mình xem xong thì mình hiểu được là à, thực sự bản thân mình còn đang bị thiếu sót rất nhiều. Và một bản thân, tất cả những người ban giám khảo hộp đó, không chỉ một mình Duyên đâu, và tất cả các thí sinh khác, thì đều chung một mục tiêu là làm sao để làm làm nên một mùa Miss Universe Việt Nam 2024 rực rỡ nhất. Ừ. Duyên cảm nhận như thế nào khi mà bây giờ Duyên đang... Uh... Đã có chiến thắng trong tay rồi và đang trên hành trình chuẩn bị đến với Miss Universe tại Mexico rồi nhưng mà Có một số người họ tiêu cực họ vẫn cố tình nhắc lại những cái chuyện cũ ờ, Những chuyện không hay Duyên cảm thấy như thế nào? Ừ, Thật ra là bây giờ đầu óc Duyên đó là Duyên chỉ có tập trung cho những cái điều mà sắp tới Duyên làm thôi ừ. Còn Duyên hiểu là đôi khi có những người người ta cảm thấy không vừa mắt hay là người ta cảm thấy không phù hợp Thì thôi mình cứ nghe rồi là mình để như vậy thì mình cố gắng hơn đến khi nào thì họ cảm thấy vừa mắt thì thôi <laughs> những ngày vừa qua thì quá là bận với duyên đi thì duyên có được gặp gỡ trò chuyện với giám đốc quốc gia hương ly chưa và anh thấy là em tính ra em debut còn trước cả hương ly nữa và đôi khi em còn điềm tĩnh và có nhiều trải nghiệm trong nghề hơn hương ly nữa thì em tin tưởng hương ly như thế nào trong vai trò giám đốc quốc gia ra ừ. chị ly chị ly cũng là một người mà xuất hiện ở trong những cái buổi training cùng với cả các thí sinh của Miss Universe Việt Nam 2024 và thật ra là Duyên cảm thấy rằng là sau tất cả những cái buổi đó bản thân mình mình cũng học hỏi được rất là nhiều tại vì những cái mà chị Ly đang ở đang hoạt động và đang làm việc thì trước đó là cái thế giới của chị Ly và thế giới của Duyên nó hoàn toàn khác nhau bởi vì thế giới beauty queen và thế giới thời trang á thì mọi người nghe thì mọi người có thể thấy rằng là nó, nó nó gần gần như nhau nhưng mà thật sự nó khác nhau rất là nhiều ừ. thì mọi người có thể thấy là một người là beauty queen và một người làm thời trang á cái lối cao gốc của họ nó khác nhau như thế nào ừ. nên là khi mà chị ly ở trong một cái vai trò là giám đốc quốc gia như vậy thì những cái ngày mà media tour mà duyên đi nhá là chị ly cũng rất là theo sát và ngồi nói chuyện mọi thứ với duyên nên là duyên cảm thấy rất là vui với điều đó ừ. và em tin tưởng rằng là em và chị chị hương ly sẽ hợp tác ăn ý. Để... Đúng rồi, không phải chỉ một mình chị Ly đâu ừ. Mà tất cả người nào, anh chị nào Mà ở trong tổ chức của Universe Việt Nam Thì Duyên hoàn toàn tin tưởng ừ. Em sẽ đến với Miss Universe 2024 Với cái tâm thế như thế nào Bởi vì là à, đúng là đó là ước mơ của riêng em Nhưng mà bây giờ cái sứ mệnh của em Không chỉ là thực hiện ước mơ cho cá nhân em nữa ừ. Mà là còn chiến đấu về niềm tự hào của mọi người nữa ừ. Cái tâm thế của em đến với cuộc thi ừ. Hiện tại bây giờ thì uh, Duyên nghĩ là mình được đại diện việt nam sang một cái đấu trường sắc đẹp và lớn nhất hành tinh như là miss universe thì ngoài việc là mình mong muốn thể hiện bản thân của mình ra thì cái sức mạnh mà làm cho duyên phải cố gắng cố gắng hơn mỗi ngày đó chính là tinh thần dân tộc ừ. và mình hiểu được là tất cả những người dân việt nam cụ thể hơn là những người fan beauty queen thì mọi người luôn mong muốn rằng là duyên có thể làm được một cái điều gì đó cho việt nam mình và duyên hiện tại bây giờ chỉ còn một cái khoảng thời gian không quá dài hơn một tháng tại vì là cuối tháng 10 là duyên sẽ phải sang mexico rồi ừ. thì um, duyên sẽ dành hết tất cả những cái điều đó và mình cố gắng cho bản thân của mình phải trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất tự tin nhất một kỳ duyên mà trước giờ có thể là mọi người chưa thấy hoặc là có thể là mọi người đã thấy ở trong cuộc thi Miss Universe rồi thì đến bây giờ thì duyên chắc chắn sẽ phải tốt hơn và được upgrade hơn rất rất là nhiều như vậy giống ừ. như kiểu là pro max vậy đó iPhone pro max <cười> <cười> bây giờ mình có dám hứa hẹn về một cái vị trí cụ thể nào mà duyên đang hướng đến để nỗ lực trong những ngày còn lại không tại Miss Universe với duyên thì ở trong một cuộc thi thì duyên cũng không lựa chọn một cái cách là mình khẳng định hay là mình nói trước về một điều gì đó tại vì nhiều khi nói trước bước không qua thì với uh, kể cả khi mà duyên đi thi miss Universe việt nam cũng vậy thì mình cố gắng mình thể hiện hết tất cả những cái điều mà bản thân của mình có đi và mình phải hài lòng với nó trước đã ừ. duyên chỉ cảm thấy duyên thất bại khi mà duyên chưa thể hiện được tất cả những cái điều mà mình có thôi ừ duyên có ý định là thực hiện một cái dạng series rest to miss universe để chia sẻ cập nhật cái hành trình chuẩn bị của mình đến với mọi người không nếu mà làm được cái đó thì rất là tốt vì đây nó cũng là một cái cách để mà duyên truyền tải cho mọi người về cái quá trình mà duyên chuẩn bị ra sao tại cuộc thi miss universe thế giới tại mexico lần này okay. mà cái đấy thì chắc là phải bàn lại với cả tổ chức của Universe việt nam nữa tại vì okay. bây giờ giống như là duyên không phải là hoạt động theo một cái cách một mình như là trước đây Duyên đã làm mà tất cả mọi thứ bây giờ mà Duyên thể hiện ra cho mọi người cùng biết đó thì Duyên cũng phải bàn bạc với gia đình của Duyên. Ừ. Thì mọi người cứ chờ đón cho ngày gian sắp tới thì Duyên sẽ mang lại điều gì cho mọi người cùng xem nha. Ừ. Mọi người cũng yêu cầu anh hỏi là những cái chuẩn bị của Duyên về National Custom nè, à, những cái điều mà Duyên sẽ làm tại Voiforchen uh, như một một phần thi rất là quan trọng của Miss Universe thì bây giờ Duyên có thể trấn an các bạn là Duyên đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ làm tốt nhất hay là Chắc chắn có ý định như thế nào? Với cái cách thức của Kỳ Duyên trước giờ Duyên làm những cái gì mà Duyên không làm thì thôi. Mà Duyên đã làm là nó phải là những cái tốt nhất và là những cái rực rỡ nhất. Nên là mọi người cứ đợi xem là Duyên sẽ làm gì. Yeah. Ừ. Hôm nay buổi phỏng vấn của uh, Kỳ Duyên và Molly Queen và Molly Star diễn ra vào đúng ngày trung thu, Chờ. là ngày đoàn viên, là ngày dành cho gia đình. Thì những ngày vừa rồi bận quá thì em có kịp. Uh, ăn cơm với gia đình hay là chia sẻ cái niềm vui này với ba mẹ hay không? Thật ra là gia đình của Duyên đó là trước đêm chung kết là Duyên có mời gia đình của Duyên vào đây để cổ vũ và ủng hộ nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại thì mình cũng thấy hơi buồn một chút tại vì mọi người coi xong đêm chung kết đó của duyên và ngay sau khi duyên đăng quang đó gần như là lịch trình của duyên là nó đã kín hết ừ. và mình cũng chưa được gặp gia đình của mình nên là chắc là sắp tới sau khi mình hoàn thành hết tất cả những cái công tác sau đăng quang xong thì cùng với cái đợt mà duyên đi ra ngoài phía Bắc thì riêng cũng sẽ thăm gia đình của riêng một lần nữa để cùng chung vui cái chiến thắng này chứ. Ừ. Vậy thì uh, bây giờ cảm giác của mình uh, ngày trung thu sẽ là đoàn viên với những cái người ủng hộ mình từ xa, uh, dành tình cảm cho mình, còn uh, về gia đình đó uh, thì sẽ dành một cái dịp uh, những ngày sắp tới đúng không? Ừ. Nhưng mà em có nhìn thấy được cái niềm vui rất là lớn ở trong ánh mắt của của ba mẹ em trong đêm chung kết em rất tự hào à, rất là tự hào à, duyên hiểu rằng là thật ra là khi mà trước khi mà duyên tham gia vào cuộc thi này á là bố mẹ của duyên có thấy nhưng mà bố mẹ duyên cũng không muốn là tạo áp lực hay là cái kỳ vọng gì đó quá nhiều ở ừ. gia duyên đã can đảm để mà mình có thể đạt được cái ước mơ của tuổi thanh xuân này nó là một cái điều mà ba mẹ duyên rất là mừng rồi tại vì không chỉ duyên mà ba mẹ duyên cũng mong muốn rằng là mình thời gian nó trôi qua ngày càng nhanh và bản thân mình càng càng ngày càng lớn hơn thì mình sống một cuộc đời làm sao kiểu đừng để cho giống như là một cái quyển sách á và ừ. vô tình nó bị thiếu đi một vài trang sách ở đó thì đến bây giờ duyên cảm thấy rằng là những cái khát khao những cái ước ước vọng trong tuổi thanh xuân này của duyên nó đã được viết ở trong đấy rồi ừ. đó nên là mọi người gia đình của duyên hay là tất cả bạn bè của duyên sau cái đêm đăng quang đó mọi người rất là mừng và hạnh phúc dành ừ. cho duyên có một câu nói nào của bố hoặc là của mẹ mà khiến cho duyên xúc động sau khi đăng quang tới giờ không lúc đó thì uh, sau đêm đăng quang thì gia đình của duyên có lên trên sân khấu để chụp hình cùng ừ. thì kiểu như là lúc đấy là mẹ của duyên có ôm duyên và nói rằng là Ô, con gái của mẹ giỏi quá ừ. con làm được rồi ừ. thì thực sự ở cái khoảnh khắc đó thì duyên thấy là à, bố mẹ duyên đã hoàn toàn tin tưởng về cái sự trưởng thành của duyên rồi ừ. Ừ và một uh, tình cảm đặc biệt nữa là những khán giả yêu thích Kỳ Duyên. Duyên biết không, trong hành trình mà Duyên đi thi, mọi người rất là lo và gần như là chiến đấu trên mọi mặt trận để bên vực Duyên. Mọi người bày tỏ sự tin tưởng rằng là những tập sau Duyên sẽ xuất sắc hơn và mọi người vỡ vào cảm xúc đối với những cái lần mà Duyên được gọi vào top 5 và cho đến đêm bán kết, đêm chung kết thì cũng không còn gì để nói nữa. Duyên à. có những cái nhận được những cái lời động viên hoặc là những cái tình cảm nào mà duyên nhớ nhất bởi vì là tình cảm của mọi người dành cho duyên quá nhiều ừ. thì điều gì khiến duyên xúc động nhất? Thật sự là duyên cũng là một người kiểu mình luôn luôn theo dõi những cái tình cảm của mọi người dành cho duyên đó, nên là ở những vòng thi hay là bất cứ một thông tin nào của kỳ duyên xuất hiện ở trên mạng xã hội ở cái thời điểm đó duyên luôn cố gắng duyên nếu mà có thời gian đó thì duyên luôn cố gắng duyên đọc hết tất cả những cái comment nào đó thì cái điều mà làm cho duyên cảm thấy vui nhất là ở những cái lúc mà phong độ của mình đang không ổn định nhất thì mọi người vẫn luôn đặt niềm tin cho duyên rằng một ngày nào dòng những cái tập tiếp theo duyên có thể bứt phá hơn và những lúc nào mà mình yếu lòng hay là mình cảm thấy rằng là uh, mình chưa đủ sức mạnh thì duyên lại bắt đầu duyên nhớ về những cái lời động viên đó và cuối cùng thì uh, duyên cũng đã làm được và duyên chắc chắn là những cái người ủng hộ duyên thực sự ở những cái thời điểm đó bây giờ mọi người đang rất là vui và mọi người đã đặt niềm tin ở đúng người Ok, chắc là bây giờ Duyên sẽ gửi một lời chia sẻ tâm tình gì đó hoặc là một lời nhắn gửi đến các bạn khán giả của Molly Queen và riêng là những cái fan của Kỳ Duyên đã ủng hộ Kỳ Duyên trong 10 năm qua và nhất là cho hành trình Miss Universe sắp tới. Đầu tiên là Duyên cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới tất cả các khán giả của Molly Queen và Molly Star trong suốt chặng hành trình hơn 2 tháng qua Duyên tham gia vào cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 Mọi người đã luôn support Duyên Luôn ủng hộ Duyên trên chặng hành trình đầy khó khăn và trông gai này Và bây giờ thì Duyên cũng đã có được trái ngọt Và sau bao nhiêu cố gắng của Duyên rồi Thì Duyên mong rằng là Mọi người có thể chung cái niềm vui này với Duyên Mà song song với đó thì sắp tới khoảng thời gian của Duyên Nó còn rất là nhiều những cái thử thách ở phía trước nữa Thì Duyên vẫn mong rằng là cái tình cảm này của mọi người dành cho Duyên Nó vẫn y chang, nó vẫn y nguyên như vậy Và nếu tốt hơn thì mọi người hãy dành tình cảm nhiều hơn cho Duyên nhé Bởi vì chính những cái điều đó nó là sức mạnh dành cho Duyên Để Duyên có thể tiến tới Mexico một cách mạnh mẽ nhất uhm. Thì hôm nay thì anh cũng đã nghe lời các bạn fan của Kỳ Duyên là sẽ không có thử thách khó, không có làm khó Kỳ Duyên bởi những cái câu hỏi quá là gắt, à, toàn là những câu hỏi về hành trình sắp tới tại Miss Universe nhưng mà sẽ có 10 câu hỏi hỏi đáp nhanh. Okay. Kỳ Duyên sẵn sàng chưa? Bây giờ mới là thực sự thử. thử thách, thử thách thử bắt đầu đúng thử không Thử thách anh? chút chút thôi. <laughs> ok. Ok. Kỳ Duyên check tại Molista. Ba từ mô tả cảm xúc khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024. Oh, vỡ à. hòa. Uh. Trời, cảm xúc lúc đấy nó nhiều quá Cái từ đầu tiên mà Duyên nhớ tới là vỡ hòa này wow, Tự hào Và đông đầy Kỳ Duyên hài lòng nhất với phần thi nào của mình tại Miss Universe Việt Nam? Phần trình diễn Evening Round và câu trả lời ứng xử top 5 và top 3 Ai là thí sinh Miss Universe Việt Nam 2024 mà Kỳ Duyên ấn tượng nhất? Wow, ấn tượng nhất hả? Nhiều lắm Duyên cảm thấy rất là ấn tượng về cái hành trình này của tất cả mọi người ở trong cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 kiểu đây nó thực sự là nó là một cuộc thi mà có rất là nhiều thí sinh mạnh ấy tại vì bản thân Duyên Duyên cố gắng như thế nào thì mọi người cũng cố gắng y chang như vậy và có khi có những cái thí sinh họ không có được những cái sự xuất phát điểm giống như duyên thì họ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa nhưng mà duyên hiểu rằng là trong một cuộc thi á, thì kể cả những người đã có kinh nghiệm rồi thì bản thân họ họ cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khổ luyện rất là nhiều để họ có thể có được những cái kinh nghiệm đó à. thì để mà nói ra là một cái người nào mà thực sự làm cho duyên cảm thấy ấn tượng á, thì khó chọn quá. Khó chọn quá. ai chọn Cũng xứng chọn. đáng với hành trình cá nhân hết. Xứng đáng cá nhân của mình nhưng mà thực sự là tất cả những thí sinh có mặt ở trong top cao của năm nay thì duyên thấy rằng là ban giám khảo họ đã đưa ra những cái lựa chọn rất là chính xác thì đó là những cái người mà duyên cảm thấy rất là ấn tượng về cái sự cố gắng và nỗ lực của mọi người. Ok. Ai là nàng hậu Việt Nam mà Kỳ Duyên dành sự quan tâm theo dõi nhiều nhất? <laughs> là một câu hỏi khó đấy nha. Tại vì. Uh, uh, được một cái là kiểu duyên um, được cũng được các chị yêu thương nên là bây giờ gọi ra một cái tên thì các chị khác um, buồn thì sao. Nhưng ừ. mà có một người mà duyên uh, sau khi mà duyên đăng quang á chị luôn dành những cái tình cảm cho duyên rất là đặc biệt mà ở mỗi cái dịp quan trọng của duyên ở trong cuộc sống á, là chị luôn quan tâm đến duyên đó là chị đang Thu Thảo, chị à, hậu Việt Nam đang Thu Thảo. Thì đây cũng là một người chị mà Duyên luôn cảm thấy rất là trân quý Về tình cảm của chị dành cho Duyên Mặc dù là chị với Duyên cũng không có gặp gỡ nhau nhiều đâu Nhưng mà Ở mỗi một cái lần nào mà Duyên có những cái dịp đặc biệt Hoặc là cái business đầu tiên của Duyên làm này Chị cũng gửi hoa chúc mừng khai trương ừ. Rồi là sau khi mà Duyên đăng quang xong Thì chị cũng gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Duyên Thì Duyên hiểu được là à Trong lòng, trong tim của chị luôn có Duyên ở đó Ok Vậy ai là Miss Universe mà Kỳ Duyên ngưỡng mộ nhất ờ để mà nói là Miss Universe mà duyên ngưỡng mộ nhất thì duyên rất là thích chị Katrina Gray à. Miss Universe thế giới à, năng lượng của chị và tuyệt vời quá rất là năng lượng và cái thông minh cái sự thông minh cái sự tư duy cái sự đóng góp trong cộng đồng á nó cũng là cái mà làm cho duyên cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ok ai là người có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời của Kỳ Duyên à, gia đình khi giới thiệu với bạn bè quốc tế tại cuộc thi Miss Universe 2024 về Việt Nam, Kỳ Duyên sẽ nói điều gì? Ừ. Duyên nghĩ là Duyên sẽ giới thiệu những điều đặc trưng nhất của người Việt Nam. thật sự là cái điều mà làm cho Duyên cảm thấy từ ngày xưa đi học đó, đến tận bây giờ thì nó câu chuyện về cái hồi mà. Hồi chúng ta đi học là lịch sử ừ. lịch sử nguồn gốc của ông cha ta trong suốt những cái khoảng thời gian mà kháng chiến và cái cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam đó, nó là cái điều cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ ừ. thì duyên cũng mong muốn là có thể giới thiệu hay là kể cho những người bạn ở những đất nước khác nhau nghe về cái câu chuyện đó của đất nước mình và ngoài ra về danh lam thắng cảnh hay là về ẩm thực của Việt Nam nó cũng là rất nó cũng là những cái điều mà rất là tuyệt vời thì duyên cũng mong muốn có thể mang những cái điều đó đến cho mọi người nữa ừ kỳ duyên nghĩ bản thân mình là hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ về điều gì? Duyên nghĩ là nó là sự can đảm. Sự can đảm. Câu hỏi cuối cùng, theo bạn, điều gì làm cho người con gái Việt Nam không bị lẫn với những cô gái khác trên thế giới? Ồ. Oh. Câu <laughs> này hay nha. Nếu mà nói về ngoại hình á thì duyên nghĩ là táo dài. Ừ. Ừ. Còn nói về cái những cái bên trong á đó, đó chính là cái tinh thần bất khuất không từ bỏ. Ok, hy vọng là mọi người sẽ thấy thỏa mãn với những câu trả lời của Miss Universe Việt Nam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chắc là cho duyên gửi một lời chào đến tất cả các bạn ha. Ừ. Um, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để có thể cùng, cùng ngồi lắng nghe những lời chia sẻ của Duyên trong cuộc trò chuyện này cùng với Molly Queen và Molly Star ừ. Cảm ơn anh đã dành cho em những câu <laughs> hỏi rất là dễ thương và cũng rất là sâu sắc để em có thể chia sẻ nhiều hơn những thứ bên trong của em cho mọi người cùng biết ừ. Và bây giờ cũng đã đến lúc mà chương trình kết thúc rồi thì Duyên cũng muốn gửi lời chào tạm biệt tới tất cả mọi người Và mong rằng là mọi người hãy cổ vũ và ủng hộ cho Duyên trên chặng đường sắp tới tại Mexico nhé okay. Xin chào, bye bye Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại